Nó đang nè. Chùa Tâm Từ hả? Rồi. Vườn đào của chùa Tư Tâm. Đúng rồi, có đâu sống đẹp quá ha. Giống như hoa giấy á, nở của trời. Thank you.
Đây là dân Huế truyền thống này, và đây là thầy biết từ hồi xưa thầy là làm tiệm á, và bà cũng thấy ngồi chơi đúng bá, thầy hay ra ngồi tiệm và ngồi chơi. Em lấy mấy đứa đi đâu hết rồi. Này đầu năm chú cũng giác sức khỏe để mà lo cho đằng cháu này, rồi lộc của chùa mà đôi lên đôi xuống hả, ốm ăn lộc của chùa đây cho quýt ngọt ngào đầu năm. Quýt ngon lắm. Ngọt không? Chứ nói lại cho hay gì, ngọt không ăn? Ngọt không? Trả lời cho một ngọt gì nữa. Ngọt hơn giá. Không trả lời. À gì đã Phật. Rồi, tắt lại nha. Rồi, ăn lộc đi. Rồi. Thôi đầu năm chúc ông giác sức khỏe nha. Sống lâu trăm tuổi bạc đầu râu nghe. 100 tuổi mình ham hộ thì 100, 105, 111, 112 được. Đây trong em đời cá giống giống tôi nuôi cá giống loài của tôi chứ. Nó nhỏ nhỏ thôi đó hả? Phật đạo vô thượng thệ,
Mùng 3 Tết bà đi chùa Đức Viên ạ. Đi chùa Tâm Từ xong rồi bây giờ đến chùa Đức Viên. Đừng bên im, bên im. Đó, xoay lại. Rồi về về đi lên nhà dì Thi ăn bún bò Huế. Con này hoa rồng rực là thật đẹp chưa? Rồi. Đường hoa chứ không phải là em đẻ mà. Rồi lên xe, lên xe. Chùa Đức Viên cây cỏ lung đen đẹp quá ông hả? Anh có biết chuyện hai trẻ đi lễ chùa không? Không biết.
Tính giữ gìn như ăn biếng không? Có cầu thanh niên trẻ muốn nhuộm tóc bịt kim để trông trẻ thêm nữa. Có mỹ nhuộm tóc bịt kim để cho trẻ đó. Rồi, đường đèn đẹp chưa? Rồi. Cái lá sáu nần có ảnh sáng buổi chiều như giống như là lá là màu vàng đẹp. Mm-hmm.